Sao lại đái vào người nó vậy, Loki? Làm quen nhau đi đã. Chưa vần đã. Đứng yên ở góc vừa rồi để anh chụp kiểu anh. Loki ơi, từ từ đã nào. Loki và Sakuza kích thích bạn gái thì đã rồi hãy làm ăn chứ làm gì vội vàng thế. Thế cả đầu con ấy. Thôi kia. Đùa chứ Loki. Nào khóa chân này. Khóa chân ra.